kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ra mắt Hội đồng Văn hóa Châu Á với mục đích trao đổi văn hóa giữa các quốc gia thành viên, liên kết các nền văn minh hướng đến một châu Á thịnh vượng. Thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt tới quy mô gấp hơn 10 lần GDP trong năm 2018 nhờ vào các giải pháp thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt. Bảo vệ thương hiệu cho trái thanh long Bình Thuận của Việt Nam tại thị trường Ấn Độ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vào tối ngày hôm qua 15 tháng 1 tại khu quần thể di sản thế giới Angkor Wat, thành phố Siem Reap, Campuchia đã diễn ra lễ ra mắt Hội đồng Văn hóa Châu Á ACC dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen. Buổi lễ có sự tham dự của đại biểu đến từ 26 quốc gia châu Á, một số tổ chức đến từ châu Phi, châu Mỹ và châu Âu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự buổi lễ nhân dịp tham gia hội nghị thường niên lần thứ 27 diễn đàn Liên nghị viện châu Á Thái Bình Dương. Hội đồng Văn hóa Châu Á ACC là một tổ chức thành viên của Diễn đàn Quốc tế các đảng chính trị châu Á ICAPP do Campuchia cùng với các nước Trung Quốc, Nepal và Nga khởi xướng năm 2017 và được tổ chức UNESCO chính thức công nhận vào đầu tháng 12 năm 2018. Hội đồng Văn hóa Châu Á được thành lập với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi văn hóa giữa các quốc gia thành viên, thúc đẩy bảo tồn di sản văn hóa như một nguồn phát triển bền vững, nâng cao tình đoàn kết, hợp tác quốc tế, liên kết các nền văn minh hướng đến một châu Á thịnh vượng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh việc ra mắt chính thức thành lập Hội đồng Văn hóa Châu Á là một trang mới trong lĩnh vực hợp tác văn hóa quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các nước, nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử của mỗi nước và tăng cường sự đoàn kết, tạo môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực. Sáng ngày hôm nay 16 tháng 1 tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự hội nghị. Năm 2018, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thiết thực vào những thành tựu ngoại giao chung của Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có một số diễn biến phức tạp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng. Nhiều tổ chức nhân dân đã tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. Bên cạnh đó, công tác vận động tranh thủ nguồn lực quốc tế cũng được thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Nhiều hoạt động thiết thực nhằm tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài cũng được tích cực tổ chức. Tại hội nghị, bên cạnh việc tập trung thảo luận về kết quả triển khai công tác năm 2018, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Từ đó, đề ra phương pháp hoạt động năm 2019 thiết thực, hiệu quả, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Năm 2019 sẽ là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nằm trong những điểm đến đầu tư hàng đầu khu vực châu Á. Đây là kết quả khảo sát vừa được Chủ tịch Phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của công ty kiểm toán hàng đầu thế giới PwC, ông Raymond Chao thông báo trong bối cảnh Đông Nam Á đang trở thành khu vực có tiềm năng, mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất. Kết quả được ghi nhận từ các khảo sát các giám đốc điều hành CEO khắp khu vực để biết nơi nào họ muốn đầu tư trong 12 tháng tới. Và đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nằm trong những điểm đầu tư hàng đầu. Sự phát triển của công nghệ ngân hàng đã giúp trải nghiệm của khách hàng ngày càng được nâng cao. Thay vì giao dịch tại quầy, giao dịch vật lý thì giao dịch không dùng tiền mặt đang là xu hướng chung của ngành ngân hàng toàn cầu. Tại Việt Nam hiện nay, các giải pháp thanh toán hiện đại qua mobile bằng QR code hay là thanh toán phi tiếp xúc áp dụng công nghệ nhận diện bằng sinh trắc học đang ngày càng trở nên phổ biến, đưa tổng giá trị thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt tới quy mô gấp hơn 10 lần GDP trong năm 2018. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý 137,6 triệu giao dịch, giá trị 73 triệu tỷ đồng trong năm 2018, cao gấp 10 lần GDP.
việc thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên dễ dàng hơn khi mà có tới 76 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua Internet và 41 đơn vị cung ứng thanh toán qua di động. Tiềm năng thị trường vẫn còn rất lớn. Theo thống kê, hiện có tới 80% giao dịch mua sắm trực tuyến, người dân vẫn lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt. Có 3 cái điểm lớn mà cái thói quen sử dụng tiền mặt tại Việt Nam nó vẫn còn rất là lớn. Thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề về tiện lợi, sự tiện lợi. Thứ hai nữa là vấn đề là an toàn bảo mật. Và cái cuối cùng đó là vấn đề cái phí dịch vụ khi mà họ phải trả bằng hình thức khác. Lượng thanh toán điện tử liên ngân hàng trong năm qua tăng trưởng tới 24%. Tuy nhiên, lượng thì nhiều nhưng quy mô giao dịch bình quân thì không lớn. Do đó, ngoài việc đưa các sản phẩm thanh toán phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, tạo sự tiện lợi, thì một trong những ưu tiên của các ngân hàng đó là tìm cách giảm phí giao dịch. Giao dịch có xu hướng ngày càng nhỏ hơn. Khách hàng có xu hướng dùng thẻ, VPCost hay e-banking cho những giao dịch rất nhỏ và ngân hàng buộc phải giảm chi phí cho những giao dịch hàng ngày này nhằm thu hút thêm người dùng lựa chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, Ngân hàng Nhà nước cũng đang triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Việc xây dựng hệ thống giao dịch bù trừ bán lẻ sẽ sớm được vận hành trong năm nay, được coi là một bước tiến quan trọng. Triển khai các nhiệm vụ được giao của ngành ngân hàng tại nghị quyết 0102 năm 2019 của Chính phủ là thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn cơ sở QR code để đảm bảo khả năng tương thích giữa các giải pháp thanh toán trên nền QR code. Nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án cho phép nạp tiền mặt vào ví điện tử không qua tài khoản thanh toán ở ngân hàng. Phối hợp với Bộ Tài chính công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. Hiện 60% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng và 101 triệu thẻ đã được phát hành. Với sự vào cuộc của các ngân hàng, các trung gian thanh toán và các nhà cung cấp dịch vụ, thì thanh toán không dùng tiền mặt được dự báo sẽ sớm bùng nổ, không chỉ tại các đô thị mà ngay cả tại khu vực nông thôn và với cả những người dân không có tài khoản ngân hàng. Vừa qua, Tổng Công ty Cảng Hàng không ACV đã đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải mong muốn được giao làm chủ đầu tư các hạng mục chính của Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Lãnh đạo ACV cho biết dự kiến sẽ bỏ ra khoảng 1,2 cho đến 1,5 tỷ đô la Mỹ từ nguồn vốn doanh nghiệp trong tổng số 3,7 tỷ đô la Mỹ theo phương án của tư vấn. Theo đó thì ACV đề xuất được đầu tư các hạng nhóm mục như là một cảng hàng không bao gồm là đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ tàu bay, các hạng mục phụ trợ trong khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và các công trình giao thông nội cảng cũng như hệ thống bãi đỗ xe. Bên cạnh đó thì với tổng mức đầu tư một giai đoạn 1 của sân bay Long Thành lên đến 5,4 tỷ đô la Mỹ, ACV cũng đề xuất có sự tham gia của các doanh nghiệp khác trong ngành hàng không. Tăng trưởng 16% giá trị xuất khẩu đạt 3 tỷ đô la Mỹ, đó là những con số đáng phấn khởi của ngành nhựa trong năm vừa qua. Nhu cầu từ thị trường nội địa vẫn còn lớn, cộng với tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung khiến cho lượng đơn hàng xuất khẩu tăng lên. Thế nhưng làm sao giải được bài toán nguyên liệu khi mà 70% nguồn vào vẫn phải nhập khẩu, tiếp tục là thách thức của ngành nhựa trong năm 2019. Mỗi năm, ngành nhựa nhập khẩu 5 triệu tấn nguyên liệu, trị giá khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu mới chỉ đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đã có nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất một số nguyên liệu cho ngành, nhưng phụ thuộc nhập khẩu vẫn là thực tế. Và vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu nên rất khó để kiểm soát giá cả đầu vào. Cái vấn đề ở đây là để cạnh tranh mỗi ngày thì chúng ta phải kiểm soát về cái vấn đề là chi phí đầu vào rất là cao. Bên cạnh đấy là chi phí sản xuất, chúng ta gần như phải giữ giá gần như là một năm một lần, có thể là hai năm mới được tăng giá. Thì như vậy cái ở đây chỉ là tăng trưởng về sản lượng để tiết kiệm chi phí giá thành. Tái chế cũng là một hướng đi góp phần giải quyết nguyên liệu đầu vào với giá rẻ, đặc biệt khi Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá là đứng thứ 5 về rác thải nhựa. Ở châu Âu trong thời gian vừa qua, khoảng 90% phế liệu được tái chế, trong khi đó ở châu Á thì điều này vẫn chưa làm được và còn rất nhiều việc phải làm. Xu thế về tái chế và nền kinh tế tuần hoàn cũng được giới thiệu rất nhiều tại hội chợ về ngành nhựa lớn nhất thế giới. Do vậy, tôi nghĩ Việt Nam có thể chủ động tiếp cận để có thể mang lại hiệu quả tốt. Trong quy hoạch ngành nhựa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 cũng đã có định hướng về tái chế phế liệu. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nhiều kết quả. Đây là một trong những cái việc mà Hiệp hội Nhựa Việt Nam cũng sẽ cùng với các cái doanh nghiệp
để làm sao thiết lập một cái hệ thống thu gom, phân loại rác thải và sự tái sử dụng quay vòng. Và đây là một lý do tại sao chúng tôi thành lập một cái chi hội là tái chế phế liệu trong cái Hiệp hội Nhựa Việt Nam trong năm 2019. Hiệp hội Nhựa Việt Nam mong muốn chính phủ có cơ chế và chính sách cụ thể để hấp dẫn các nguồn lực trong và ngoài nước tập trung đầu tư các dự án sản xuất nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc hóa chất phụ gia cho ngành nhựa trong nước. Ấn Độ với hơn 1,3 tỷ dân là một thị trường hứa hẹn của nhiều nhà xuất khẩu. Tại đây, trái thanh long Bình Thuận của Việt Nam đang tạo được chỗ đứng, được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Mặt hàng thì là của Việt Nam, thế nhưng hưởng lợi lại không phải là doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Sau đây là tìm hiểu của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Ấn Độ. Tại Ấn Độ, siêu thị không mấy phổ biến. Chợ là nơi người ta có thể tìm thấy mọi mặt hàng, từ bình dân cho tới sang trọng. Thanh long được xếp vào mặt hàng trái cây nhập khẩu cao cấp, nhiều người ưa chuộng. Nhưng điều đó lại không khiến cho những doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hoa quả sang Ấn Độ vui mừng. Thanh long Bình Thuận nay được các doanh nghiệp nước ngoài bán dưới mác Trung Quốc như thế này, như một sản phẩm của họ. Doanh nghiệp Việt không tài nào cạnh tranh được. Từ một công ty Việt Nam đưa hàng qua đây là giá 9 đô 8 một thùng. 9 đô 8 là có nghĩa là vừa không lời nhiều, thì Trung Quốc đưa giá qua 6 đồng rưỡi, 7 đồng được trong một thùng. Cùng trái thanh long Bình Thuận, doanh nghiệp nước ngoài đưa qua Ấn Độ lại có giá rẻ hơn cả doanh nghiệp Việt Nam. Có hay không việc thương lái nước ngoài khống chế được đầu thu mua, dẫn đến ép giá người nông dân? Câu hỏi đang được đặt ra. Có thể người ta bằng những cái biện pháp này, biện pháp khác để người ta ép giá người nông dân, dẫn đến là người ta bán cũng với giá rất khá rẻ, hoặc là người ta dùng những chính sách để người ta dần dần chiếm lĩnh thị trường. Thì chúng tôi rất là mong muốn những cái cơ quan quản lý trong nước cùng trao đổi kỹ với các doanh nghiệp hoặc hiệp hội thanh long Bình Thuận để tìm ra những cái hướng khắc phục. Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Ấn Độ cảnh báo, việc các sản phẩm tinh túy của Việt Nam bị xuất bán như một sản phẩm của nước thứ ba sẽ làm tổn hại thương mại hai nước. Dần ra nó sẽ làm mất nhận thức về thương hiệu các sản phẩm Việt Nam tại Ấn Độ. Đây là vấn đề hai nước sẽ phải đặc biệt quan tâm, làm sao phải làm ăn trực tiếp với nhau, không để sản phẩm của mình đi qua một nước thứ ba. Bởi như vậy, nếu nó không làm tăng giá thành sản phẩm thì cũng dẫn tới việc sản phẩm của Việt Nam rồi sẽ bị lấy mất thương hiệu. Ấn Độ một thị trường rộng lớn và cũng rộng mở cho nhiều sản phẩm của Việt Nam. Vậy nhưng để những lợi thế đó thực sự mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ cần một chiến lược làm ăn bài bản ngay từ lúc này. Nếu không thì lợi thế của chính những sản phẩm Việt Nam lại sẽ mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp tới từ các quốc gia khác. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam từ thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Chuyển sang phần điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo điện tử Số Ra sáng nay. CPTPP có hiệu lực sẽ góp phần cải cách thể chế ở Việt Nam là tiêu đề của một bài viết được đăng tải trên trang tin Nhật báo Thế giới của Thái Lan. Theo đó, thì Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 14 tháng 1. Đại diện Bộ Công Thương cho biết để đảm bảo tuân thủ các cam kết khi tham gia hiệp định này, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy cải cách thể chế, sửa đổi và hoàn thiện các quy định và khung pháp lý liên quan. Tham gia vào CPTPP, tổng sản phẩm quốc nội GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng lần lượt là 1,32% và 4,04% vào năm 2035. Báo Tân Hoa Xã đưa tin diễn đàn du lịch ASEAN năm 2019 diễn ra tại thành phố Hạ Long, Việt Nam từ ngày 14 cho đến ngày 18 tháng 1 với hàng loạt hội nghị hội thảo liên quan. Diễn đàn năm nay có chủ đề ASEAN sức mạnh của sự thống nhất, thu hút khoảng 2.000 đại biểu tham dự. Tại hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN diễn ra vào ngày 14, các đại biểu đã thảo luận về đóng góp của du lịch cho kinh tế cũng như các biện pháp thúc đẩy du lịch phát triển bền vững. Du lịch không chỉ là động lực phát triển của các quốc gia ASEAN nói riêng và thế giới nói chung mà còn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết về chính trị và văn hóa giữa các nước. Trang Insider Retail đưa tin, chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Watson của công ty của Hồng Kông, Trung Quốc đã chính thức xác nhận việc mở cửa hàng tại Việt Nam. Điểm kinh doanh đầu tiên của chuỗi sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Insider Retail,
đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Watson khi nhảy vào thị trường bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam là The Guardian, một chuỗi có nguồn gốc từ Hồng Kông, hiện đã có khoảng 60 cửa hàng tại 4 thành phố lớn ở Việt Nam. Thành phố biển Đà Nẵng được tạp chí The New York Times của Mỹ bình chọn vào top 52 điểm đến hấp dẫn nhất năm 2019. Trước đó, vào năm 2015, Đà Nẵng cũng đã lọt vào top 52 của The New York Times, nhưng xếp thứ 43. Năm nay thì thứ hạng đã được cải thiện lên vị trí thứ 15. Đà Nẵng là thành phố lớn thứ 3 Việt Nam và là cửa ngõ đến di sản văn hóa thế giới Hội An. Lý do mà The New York Times lựa chọn Đà Nẵng là bởi thành phố này nằm trong những năm gần đây đã phát triển mang thương hiệu riêng và được biết đến là Miami của Việt Nam. Trong phần tiếp theo của bản tin, sau 5 năm, chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng 11 bậc, lọt vào top các nước phát triển chính phủ điện tử ở mức cao. Huyền thoại bong bóng nổi tiếng người Canada gốc Việt Phan Giang, người từng phá 19 kỷ lục Guinness Thế giới biểu diễn tại Việt Nam. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Trong 5 năm qua, chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng 11 bậc, đưa Việt Nam lọt vào top các nước phát triển chính phủ điện tử ở mức cao, theo xếp hạng vừa được Liên Hợp Quốc công bố. Theo đó, thì vào năm 2018, chỉ số dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam đã tăng 15 bậc so với 2 năm trước đó. Chỉ số nguồn nhân lực cao hơn mức trung bình của thế giới. Tuy nhiên, hạ tầng viễn thông lại liên tục giảm trong 3 kỳ báo cáo gần nhất ở dưới mức bình quân của khu vực và thế giới. Hiện Việt Nam đang đứng thứ 88 trên 193 quốc gia trên thế giới và thứ 6 trên 11 trong khu vực ASEAN về chỉ số phát triển chính phủ điện tử. Ngày 19 tháng 1 tới đây, vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam sẽ được phóng lên vũ trụ từ Nhật Bản. Vệ tinh Micro Dragon nặng 50 kg, vệ tinh này được thiết kế bởi hơn 30 cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đang theo học tại Nhật Bản trong suốt 5 năm. Nhiệm vụ chính của Micro Dragon là theo dõi chất lượng nước biển ven bờ phục vụ cho ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản của Việt Nam. Cùng với các vệ tinh micro khác trên thế giới thì ảnh vệ tinh Micro Dragon sẽ là cơ sở dữ liệu để tăng cường khả năng đáp ứng nhanh trong phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai ứng dụng đăng ký khám bệnh và thanh toán trực tuyến trên website umc.mispro.com.vn và ứng dụng UMC đăng ký khám bệnh online trên điện thoại thông minh, iPad và máy tính bảng. Đây là giải pháp tiên tiến được bệnh viện thực hiện nhằm đáp ứng số lượng người đến khám chữa bệnh ngày càng gia tăng, cũng như giảm thời gian chờ lấy số và chờ khám cho người bệnh. Ứng dụng này cho phép người dùng đăng ký lấy số khám bệnh, đặt trước lịch khám bệnh mọi lúc mọi nơi, cũng như lựa chọn bác sĩ thăm khám cho mình. Sau khi đặt hẹn thành công, người bệnh chỉ cần đến bệnh viện theo thời gian đặt khám. Có hai hình thức bệnh nhân có thể lựa chọn, có thể đăng ký khám bệnh theo bác sĩ hoặc là đăng ký khám bệnh theo ngày. Nếu bệnh nhân chọn theo ngày thì hệ thống tự động nó xuất hiện những cái khung giờ cho bệnh nhân lựa chọn. Bệnh nhân chọn khung giờ nào thì hệ thống nó sẽ đưa ra cái lịch khám bệnh của bác sĩ cho khung giờ đó để bệnh nhân chọn bác sĩ. Còn trường hợp nếu như bệnh nhân chọn đăng ký khám bệnh theo bác sĩ thì hệ thống tự động đưa ra tất cả cái lịch khám bệnh của bác sĩ đó cho người bệnh nhân được lựa chọn. Ngoài ra, người bệnh có thể thanh toán chi phí khám chữa bệnh trực tuyến ngay trên ứng dụng. Người bệnh nội trú chỉ cần có mã thanh toán hoặc mã số hồ sơ, số nhập viện là có thể thanh toán viện phí mà không cần mang theo tiền mặt. Có cái ứng dụng này thì mình thanh toán tiện lợi hơn á, đỡ có cái rủi ro mình đem tiền mặt theo người. Với lại nhiều lúc mình đăng ký khám rồi nó thuận tiện hơn. Cái đó thì nó thuận tiện hơn, rồi trước phải lên bắt số rồi kia chờ đợi lâu rồi. Mỗi ngày, khoa khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 7.000 đến 8.000 lượt người bệnh đến khám, điều trị. Điều này tạo áp lực công việc rất lớn cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của bệnh viện. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động khám chữa bệnh giúp giảm thiểu tình trạng quá tải, tăng tốc độ xử lý công việc cũng như áp lực căng thẳng cho nhân viên y tế của bệnh viện.
đồng thời cũng giúp người bệnh tiết kiệm thời gian vì không phải xếp hàng chờ đợi lấy số khám bệnh và chờ đến lượt khám. Giờ đây khi đến với cố đô Huế thì quý vị sẽ có thêm một địa điểm tham quan nữa, đó là cầu đi bộ dọc sông Hương. Cầu đi bộ trên sông Hương dài 400m kết nối phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu đoạn từ cầu Trường Tiền đến công viên Lý Tự Trọng. Cầu đi bộ gồm các hạng mục sàn lát gỗ lim, bến thuyền, sân khấu biểu diễn ngoài trời, đường đi bộ dọc bờ sông. Cầu đi bộ dọc sông Hương là dự án hợp tác giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hàn Quốc Khoika và thành phố Huế. Phan Giang, huyền thoại bong bóng nổi tiếng người Canada gốc Việt, người từng phá 19 kỷ lục Guinness Thế giới sẽ có buổi giao lưu tại Việt Nam trong thời gian tới đây, trong buổi biểu diễn ra mắt vừa qua tại công viên Yên Sở. Những phần trình diễn của ông đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng của người dân thủ đô. Những bong bóng nước uyển chuyển, những con sóng bong bóng khổng lồ kết hợp với ánh sáng rực rỡ đã tạo nên một buổi biểu diễn huyền ảo của Phan Giang và con gái Melody Giang của mình. Có rất nhiều những cái tiết mục mới và những cái tiết mục khác nhau, và cái này là một cái tiết mục với rất nhiều đèn ánh sáng, nó rất đẹp, và có những các cái đèn ánh sáng rất hiện đại. Bây giờ pha mi bong bóng tạo ra những các cái hình đặc biệt. Nhưng màn biểu diễn của chú Phan Giang con thấy rất đẹp ạ. Nó không dễ nổ như bong bóng con ngoài trời ạ. Hôm nay con được lên biểu diễn của chú Phan Giang, bóng đấy rất huyền ảo và đẹp nữa, con rất thích ạ. Chương trình huyền thoại bong bóng không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn mang tính khoa học và giáo dục sâu sắc. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, như là các con như là lạc vào một xứ sở mới. Tôi nghĩ đây là giống như là môn khoa học ấy, cho các con nó thích thú, tò mò tìm hiểu và khám phá thế giới bong bóng. Trong hơn 30 năm qua, với niềm đam mê của mình, Phan Giang đã biến những quả bong bóng bình thường trở thành một tuyệt tác nghệ thuật. Niềm cảm hứng và sáng tạo đặc biệt đã khiến ông trở thành nghệ sĩ nổi tiếng với màn trình diễn độc đáo ở rất nhiều nước trên thế giới. Thấy các con vui vẻ, phấn khích như thế, mình cũng rất hài lòng. Dành cái thời gian cho trẻ đi chơi như thế thì cũng tốt. Tôi làm cho trẻ em, cho gia đình, cho tất cả. Thì mình mà làm tạo ra được những cái gì đặc biệt, mình mà nhìn thấy người ta thích là mình rất mừng. Bên cạnh chương trình huyền thoại bong bóng, còn kể đến kiệt tác của khu vườn ánh sáng với 13 tác phẩm ánh sáng được trải dài khắp công viên Yên Sở, tạo nên một không gian cổ tích dành cho các em nhỏ. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.